chào bà con. Một trong những cái vấn đề mà nhức nhối đối với bà con trồng cây có múi nói chung và cây chanh con hoàng nói riêng, đó là vấn đề nhện đỏ. Tại sao xịt thuốc hoài mà nhện nó vẫn còn? Tại sao nhện nó lại kháng thuốc? Thì đây là một cái câu hỏi mà nhiều bà con hỏi. Thì video ngày hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho bà con hiểu được tại sao nhện nó lại dễ kháng thuốc như vậy. Thì trước tiên chúng ta sẽ nói về cái dòng đời của nhện. Từ trứng sang ấu trùng sang con nhện trưởng thành. Thì bà con thấy trên màn hình đó, trứng nó nở thành ấu trùng 1, nó kéo dài tối đa là 5 ngày. Từ ấu trùng sang nhộng 1 thì khoảng 5 ngày nữa. Từ nhộng 1 sang nhộng 2 khoảng 2 ngày. Và từ nhộng 2 tới con nhện trưởng thành để có thể gây hại được trên trái, trên lá của cây chanh công hạt thì nó kéo dài khoảng 15 ngày. Nhưng đặc điểm của nhện đỏ là nó sinh sản rất là nhanh. Sau khi nó trưởng thành rồi, nó bắt cặp rồi, nó sẽ bắt đầu nó đẻ trứng. Thì bà con thấy là trên cái giường mà bị nhện đỏ, nó không chỉ tồn tại nhện trưởng thành mà có rất nhiều trứng nhện, ấu trùng, nhộng 1, nhộng 2. Nó phát triển xen kẽ nhau, chồng chất lên nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên là bà con khi bà con phun thuốc nhện á, thì bà con chỉ diệt được con nhện trưởng thành thôi. Còn trứng nhện, ấu trùng và những cái giai đoạn trong vòng đời của nó thì bà con có thể không diệt được. Mà chúng ta biết á, một trong những cái nguyên nhân mà gây ra đột biến đối với sinh vật á, đó là hóa chất. Hóa chất càng độc hại thì càng dễ gây đột biến. Đối với nhện đỏ thì là một cái loài mà nó rất là dễ gây đột biến từ tác động bên ngoài. Và bà con biết á, cái thuốc diệt trừ nhện, tất cả các loại thuốc diệt trừ nhện mà thuộc về cái nhóm hóa học á, toàn là những cái loại thuốc mà thuộc nhóm độc cao ra, rất độc. Độc cho nhện và độc cho con người luôn. Cho nên khi bà con phun thuốc nhện để diệt nhện, lần đầu tiên bà con diệt nhện gần như là 90-95% nhện trưởng thành rồi. Tuy nhiên trứng ấu trùng thì nó vẫn còn trên giường. Thì khi những cái trứng và cái ấu trùng này nó tiếp xúc với cái thuốc độc cao, bộ gen của nó sẽ bị biến đổi. Nó tạo ra những cái đột biến có lợi. Tức là những cái đột biến này nó sẽ kháng lại cái loại thuốc đó. Nó làm cho cái con nhện nó phát triển sau này nó sẽ thích nghi với cái loại thuốc mà bà con đã phun. Những cái đột biến có lợi nó sẽ giữ lại, những đột biến mà không có lợi nó sẽ bị mất đi. Thì những cái con nào mà có cái đột biến có lợi á, nó sẽ tiếp tục phát triển. Con nào mang đột biến gen có hại thì nó bị tiêu diệt. Thành ra là khi bà con phun một loại thuốc lần thứ hai thì bà con chỉ diệt được khoảng chừng 5-10% nhện trên giường thôi. Tại vì những cái con nhện này nó đã mang đột biến có lợi, nó kháng thuốc rồi. Thì bà con phun lần thứ ba nữa thì cái hiệu quả thuốc nó chỉ còn khoảng 5% thôi. Chính vì vậy mà bà con cứ phun thuốc, càng phun thuốc thì nhện là càng không chết mà bà con càng mất tiền thêm. Đó chính là lý do mà nhện nó dễ kháng thuốc. Nói tóm lại, nhện nó dễ kháng thuốc là do thứ nhất là nó sinh sản rất là nhanh. Thứ hai là dòng đời của nó quá ngắn. Thành ra là bà con khi bà con phun thuốc nó sẽ gây đột biến cho những con nhện. Và cái thế hệ tiếp theo nó sẽ mang cái gen đột biến có lợi, kháng lại cái loại thuốc mà bà con đã phun. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để diệt trừ nhện hiệu quả mà không gây kháng thuốc. Thì đầu tiên bà con, nếu bà con phun thuốc diệt nhện lần thứ nhất thì bà con phun loại thuốc hóa học. Nhờ những cái loại thuốc ví dụ như Nisuran, thuốc Oxtus, thuốc Alphamide, những cái loại thuốc mà độc cao đó, bà con phun một lần đầu tiên thì bà con có thể diệt trừ nhện từ 90-95% những con nhện trưởng thành. Tới lần thứ hai thì bà con đổi thuốc, bà con sử dụng thuốc sinh học. Ví dụ như xài gốc Abamectin, sử dụng thuốc Ermectin thì bà con luân phiên các loại thuốc hóa học và sinh học này. Ngoài ra thì bà con có thể sử dụng tổng hợp các biện pháp IBM để phòng trừ hiệu quả cái loại dịch hại này. Thì ngay từ khi bà con trồng chanh thì bà con nên trồng thưa 4.5-6m để chi, để hạn chế cái sự lây lan nhện trên vườn. Tại vì con nhện này nó di chuyển rất là chậm, nó di chuyển từ cây này sang cây khác bằng cách nó chăn tơ, nó bắn lưới để nó bay từ cây này qua cây khác thôi. Hoặc là nó sẽ mang theo gió, gió bay nó lùa theo gió để nó bám lên những cái cây xa. Hoặc là bà con khi bà con đi hái chanh, nó bám lên người bà con thì bà con đi sang những cây khác, nó sẽ lây sang những cây đó. Cái thứ hai nữa là bà con cần phải vệ sinh vườn thật là kỹ, tránh tạo ra những cái nơi cư trú, trú ngụ cho cái loại nhện này. Và cái thứ ba nữa là ở giai đoạn bông trái, nhất là giai đoạn trái non thì bà con cần phải phun ngừa sớm để tránh cái tình trạng mà nhện nó bùng phát rồi thì bà con phun nó sẽ không hiệu quả. Những cái trái nào nó đã bị nhện đỏ gây hại thì chắc chắn nó sẽ mang cái vết bệnh cho tới khi trái nó lớn. Trái bị da cám thì không bán được, bị dạt bà con mất tiền. Thành ra cái vấn đề mà phun ngừa từ sớm rất là quan trọng. Như vậy là qua video này bà con đã hiểu được tại sao nhện lại dễ kháng thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại.